chào các em đã quay trở lại với Laptop AZ. Nội dung chính trong video ngày hôm nay mình sẽ đề cập đến chiếc laptop Asus ROG Strix G531 đang có mặt trên bàn mình đây. Điều đây có phải là chiếc laptop gaming minh tầm trung tốt nhất trong thời điểm hiện tại hay không? Để làm rõ điều này thì anh em hãy cùng mình tìm hiểu trong video này nhé. Như thường lệ thì mình sẽ cùng cả anh em đánh giá về thiết kế ngoại hình của chiếc ROG Strix G531 này. Về cái tổng thể thiết kế thì hầu hết cái chất liệu của máy đều làm từ nhựa. Nắp máy thì tuy bằng nhựa nhưng lại được hãng cách điệu bằng vân phay xước, nó chẳng liên quan gì đến nhau. Nhưng nhìn qua tưởng là vô lý, nhưng nhìn kỹ thì nó lại khá là đẹp, cùng với kết hợp cái logo ROG nằm phía bên lệch bên trái. Cạnh sau của máy cũng được làm rất tỉ mỉ từng chi tiết nhỏ với các đường vân chạy dài như thế này, chứng tỏ Asus rất chăm chút cho từng sản phẩm của mình. Mặt đáy của máy cũng không có gì khác biệt nên thôi mình bỏ qua. Về cổng kết nối thì điều mình cũng khá thích với cách thiết kế các cổng kết nối rườm rà dây dựa như là cổng nguồn, cổng HDMI, cổng RJ45 ra phía sau để giúp cho cái không gian làm việc của các bạn nó nhìn gọn gàng hơn. Và với cái phiên bản cao cấp nhất của chiếc G531 này thì anh em sẽ có thêm một cổng USB Type-C nằm ở phía sau. Còn chiếc trên tay mình với mức giá tầm trung nên thì không được trang bị USB Type-C. Còn hai cạnh bên thì hầu hết các cổng USB Type-A đều được đặt phía bên trái với 3 cổng USB 3.0 và một jack combo audio và mic. Bên phải thì chúng ta không có gì cả, nhưng với phiên bản cao cấp thì bên phải chiếc máy này sẽ có thêm một khe thoát nhiệt cho máy. Loa của máy thì được bố trí nằm ở hai cạnh bên. Và cái điều thú vị nhất của G531 này chính là cái giải LED viền xung quanh. Với bạn nào thích cái màu sắc, thích RGB thì chắc chắn sẽ không bỏ qua được thiết kế của chiếc máy này. Chỉ cần các bạn sử dụng máy ở văn phòng hay ở ngoài cà phê thôi là các bạn sẽ nổi bật nhất cái khu đó luôn. Và với cái bản lề kiểu nhẫn được thiết kế trên G531 thì cho cái góc mở máy chưa được rộng cho lắm. Và mình thì cũng chưa biết được cái kiểu bản lề này có thực sự bền chắc hay không. Thì mình nghĩ sẽ để thời gian chứng minh cho anh em điều này. Rồi và khi mở máy lên thì mình nhìn thấy một cái viền benzen màn hình rất mỏng. Mỏng đến nỗi mà mình còn không tìm thấy một cái cụm camera nó nằm ở đâu luôn. Mình cũng không biết đây là cái điểm cộng hay là điểm trừ trên chiếc G531 này nữa. Vì đối với cá nhân mình thì mình rất ít sử dụng camera trên laptop để gọi video call nên đối với mình có hay không thì cũng không quan trọng. Nhưng đối với những anh em hay sử dụng camera trên laptop để gọi video thì đây lại là một cái điểm trừ trên chiếc G531 này. Và viền dưới của máy thì được Asus thiết kế để lộ một cái khe thoáng nhỏ nhỏ, khác biệt hoàn toàn với các đối thủ khác trên thị trường. Và bạn sẽ có một cái màn hình kích thước 15,6 inch Full HD IPS. Và đặc biệt là bạn còn sở hữu một cái màn hình có tần số quét lên tới 120Hz. Điều mà các đối thủ chưa thể trang bị trên những dòng laptop gaming tầm trung của mình. Tuy màn hình 120Hz nó chưa phải là một cái gì đó gọi là hoành tráng, nhưng đó là sự khác biệt của Asus và cũng là một cái điểm cộng cực kỳ đáng giá trong cái phân khúc laptop gaming tầm trung. Và khả năng hiển thị giải màu sRGB và Adobe RGB nằm ở mức ổn định, lần lượt là 64% và 48%, cùng với cái màn hình nhám chống lóa giúp cho bạn làm việc tốt trong mọi môi trường ánh sáng mạnh. Độ sáng màn hình khoảng 290 nit thì đây là cái mức thường thấy ở những chiếc laptop gaming phân khúc 20-30 triệu đồng. Và với một chiếc laptop gaming có tầm giá dưới 30 triệu đồng như thế này thì mình không mong chờ gì nhiều hơn. Xuống dưới phần bàn phím thì các bạn sẽ có một cái bàn phím LED RGB. Tuy không phải là RGB từng phím nhưng nó sẽ làm cho bạn bớt đơn điệu khi mà sử dụng phím LED một màu. Hành trình phím khoảng 2mm thì cảm giác gõ vẫn rất là tốt, phản hồi nhanh. Ngoài ra thì anh em có thêm một số phím tắt ở trên như là tăng giảm âm lượng, phím tắt mic và phím có biểu tượng ROG để triệu hồi nhanh phần mềm Armoury Grid, để anh em có thể tự hiệu chỉnh các thứ. Phần này thì mình sẽ không nói sâu thì anh em có thể mua về và tự trải nghiệm nhé. Rồi và các phím điều hướng thì có phần hơi nhỏ so với mình. Ở đây thì anh em có thể tùy chỉnh nhanh độ sáng của LED bàn phím và các chế độ LED. Checkpad thì cũng không có gì đặc biệt ngoài phần bề mặt gì khá mượt, cảm ứng đa điểm tốt và hai nút chuột trái phải thiết kế tách biệt nên cái phần checkpad này không bị flex. Hai nút chuột bấm cũng rất êm, không hề gây ra tiếng động khi mình sử dụng. Và đó là toàn bộ phần thiết kế nội ngoại thất trên chiếc G531 này. Giờ thì mình sẽ cùng anh em đánh giá đến hiệu năng và cấu hình của máy. Với mẫu Asus ROG Strix G531 thì được trang bị rất nhiều cấu hình khác nhau. Trong cái khoảng giá từ hơn 22 triệu đồng cho đến 37 triệu đồng thì từ i5-9300H cho đến i7-9750H, các GTX 1050, 1650 cho đến RTX 2060, 8GB hoặc là 16GB. Nhìn chung là có rất nhiều cấu hình khác nhau cho anh em lựa chọn. Và chiếc G531 trên tay mình thì đang có cấu hình chip i7-9750H 6x12 luồng, 8GB, SSD 512GB cùng với cả card đồ họa GTX 1650 4GB,
Với cấu hình này thì quá quen thuộc với phân khúc laptop gaming tầm trung trong khoảng giá từ 25 đến 30 triệu đồng rồi. Nên anh em hãy xem mình trải nghiệm thực tế khi chơi một số tựa game với cấu hình này thì trên con màn 120Hz thì nó sẽ như thế nào nhé. Và sau khi mình trải nghiệm qua một số game thì mình thấy chơi game trên màn 120Hz thực sự là rất phê anh em ạ. Mình chỉ toàn sử dụng màn 60Hz là chính thôi nên khi trải nghiệm trên màn 120Hz nó khác biệt thực sự. Đó là ví dụ như anh em chơi những tựa game bắn súng, tựa game FPS ấy, thì màn 120Hz thể hiện rõ cho em cái độ chi tiết khi mà anh em đi chuột. Đó, và nó rất đáng tiền và hiệu năng chơi game cũng rất là ổn. Đặc biệt là cái phần nhiệt độ cũng không quá nóng và tản nhiệt cũng hơi ổn một chút thôi, nhưng ở trong chế độ vừa phải. Mặc dù thì mình chơi game cũng để chế độ max công suất, nhưng nghe tiếng ồn thì cũng không đáng kể cho lắm. Âm thanh phát ra loa khi chơi game thì cũng khá là rõ ràng, đủ dùng đối với mình. Vì mình thì cũng không phải là người quá cầu kỳ về âm thanh như kiểu là âm bass, mic chép hay là hiệu ứng bla bla bla. Nhìn chung thì với tầm giá khoảng 24 triệu đồng với cấu hình này mình thấy nó rất là hợp lý. K1650 như nhiều anh em đã biết là hiệu năng nó mang lại tiệm cận với cả GTX 1060 rồi. Và chip i7-9750H còn có thể turbo lên đến 4.5GHz, là con số cũng rất là ấn tượng. Thế nên việc duy nhất cần thiết khi mua chiếc máy này về là anh em chỉ cần nâng cấp thêm một thanh RAM 8GB, chạy đua channel 16GB thì hiệu năng vô cùng tuyệt vời. Và nói đến phần nâng cấp thì chiếc máy này có thể nâng cấp lên 32GB với 2 slot gắn RAM, một khay gắn ổ cứng 2.5 inch và một khay gắn ổ SSD chuẩn NVMe. Tùy vào cái nhu cầu của anh em mà có thể cân nhắc nâng cấp ổ cứng sao cho phù hợp với cả công việc sử dụng của anh em. Và chiếc máy này được trang bị viên pin 48Wh, mình sử dụng được đâu đó khoảng 2 tiếng đồng hồ là hết pin rồi. Pin dung lượng thấp mà lại có thêm led RGB nữa, thế nên điều này không thể tránh khỏi. Rồi và đó là trải nghiệm của mình trên chiếc Asus ROG Strix G531 này. Mình có thể kết luận lại là máy có những cái ưu điểm và nhược điểm như sau. Ưu điểm kể đến là trong cái phân khúc giá khoảng 24 triệu đồng, anh em sẽ có cái màn hình Full HD IPS với cái tần số quét lên đến 120Hz với cái viền bezel tương đối là mỏng. Tiếp đến là anh em sẽ có một cái hiệu năng tốt phục vụ cho mọi nhu cầu sử dụng khác nhau của anh em. Tiếp nữa anh em sẽ có một cái thiết kế khá là đơn giản, thanh lịch và nổi bật với cái viền LED và giải phím LED RGB. Các cổng kết nối bố trí hợp lý với đa phần các anh em gamer. Kết cấu hoàn thiện khá là chắc chắn, hiện tượng flake rất ít xảy ra trên chiếc máy này. Nhưng anh em sẽ phải đánh đổi những gì? Anh em sẽ nhận được một cái chất liệu kết cấu hoàn toàn là từ nhựa.
không có Thunderbolt, không gian màu cũng tương đối là hẹp. Và việc không có camera có thể là bất tiện so với cả một số anh em thường xuyên sử dụng video call trên laptop. Và anh em sẽ nhận thêm một viên pin dung lượng tương đối là thấp với cái thời lượng sử dụng khoảng 2 giờ đồng hồ. Anh em thấy chiếc máy này có xứng đáng là chiếc laptop gaming tầm trung tốt nhất trong tầm giá hay không? Thì hãy comment phía dưới video cho mình biết nhé. Nếu anh em thấy hay và hữu ích thì hãy cho mình một like và subscribe để ủng hộ channel Laptop AZ. Cảm ơn anh em đã theo dõi hết video. Xin chào và hẹn gặp lại.